Alo, dạ em chào anh. Công ty Giảng Pháp phải không ạ? Dạ, em đọc báo á, em thấy là công ty mình tuyển lao công đó, ngày mai em nộp đơn nha anh. Dạ, có người rồi hả anh? Dạ rồi, dạ, cảm ơn anh. Dạ. Trời ơi, trời buổi gì mà xin việc khó khăn dữ vậy trời. Giảng Pháp, dạ. Hả? Tuyển phụ bếp từ 40 tuổi trở lên, làm việc từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều, 4 triệu một tháng, sau 3 tháng thử việc tăng lương theo năng lực. 40 tuổi trở lên là đúng lứa tuổi của mình rồi. Mà tăng lương sau 3 tháng thử việc. Thử gì mà tới 3 tháng dữ vậy trời. Việc làm khó khăn quá. Alo, dạ, nhà hàng ngon bổ rẻ phải không ạ? Dạ, chào chị. Em đọc báo á, em thấy là nhà hàng mình đang tuyển phụ bếp phải không ạ? Dạ, bây giờ còn tuyển nữa không chị? Vậy hả? Dạ rồi, em tới liền được không chị? Dạ rồi, 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 em tới liền. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Trời ơi, có cơ hội thử việc rồi, mừng hết lớn. Bây giờ đi thử việc. Bây giờ cái ngoại hình quan trọng lắm, xòe xòa quá người ta sẽ coi thường mình. Lâu quá ta, đông quá không biết có cửa không em. Thôi xui đi anh. Dạ em chào chị, mời chị ngồi. Bà chủ chứ còn gì nữa. Chào bà chủ. Tất cả tới phỏng vấn hả? Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi bà chủ. Bà chủ. Dạ. Bà chủ phỏng vấn tụi em à? Phỏng vấn. Dạ. À, hay là bà chủ phỏng vấn tụi em luôn nha bà chủ nha. Phỏng vấn nha. Dạ. Bây giờ nếu như cho cậu 5 tỷ, cậu sẽ làm gì? Dạ, nếu như bây giờ cho 5 tỷ em sẽ mua nhà lầu xe hơi bà chủ. Ủa, lý do gì đó bà chủ? Không có lý do rớt. Đi cút giấy. Dạ. Bà chủ, xem hồ sơ em đi bà chủ. Lý lịch tốt lắm ạ. Không cần xem. Nếu như cho cô 5 tỷ, cô sẽ làm gì? Dạ. Rớt. Ủa, sao em rớt vậy bà chủ? Em trả lời lâu quá. Để cho bà chủ đợi là rớt. Dạ. Dạ, em chào bà chủ. Dạ nếu như cho em 5 tỷ hả, em sẽ quyết định có những. Rớt. Ủa sao vậy bà chủ? Tài năng tài lẹt. Bà chủ chưa hỏi mà mắc mối gì trả lời. Ủa về nhà. Kỳ trời. Đi đâu kỳ? Dạ bà chủ. Bà chủ cho tôi nộp hồ sơ xin việc ạ. Chị xin việc gì vậy? Dạ tôi xin làm phụ bếp. Làm phụ bếp hả? Dạ. Tại sao xin làm phụ bếp? Dạ tôi đã từng làm bếp chính rồi bà chủ. Bây giờ tôi xin xuống làm phụ bếp thôi. Bà chủ an tâm đi, tôi nhiều kinh nghiệm lắm. À vậy hả? Dạ. Chúc mừng chị nha. Chị rớt rồi. Dạ ủa mà tại sao vậy bà chủ? Tại vì công việc phụ bếp á đã có người cạnh tranh với chị rồi, cho nên chia buồn cùng chị. Mời chị về. Sao khó khăn quá bà chủ ơi. Thì công việc là vậy mà. Dạ chào bà chủ. À chị xin việc gì ạ? À, tôi xin phụ bếp á bà chủ. Lại là phụ bếp nữa à? Dạ. Chị có ưu điểm gì không? Dạ tôi có bằng C Anh văn á bà chủ. Bằng C Anh văn à? Dạ. Wow, giỏi quá. Dạ cảm ơn bà chủ. À, đây là hồ sơ của chị có thể về nhà được rồi chị rớt. Ủa sao vậy bà chủ? Chị có bằng C Anh văn đúng không? Mà dạ. Nhà hàng ngon bổ rẻ của tôi là nhà hàng Việt Nam. Chị nói tiếng Anh không làm sao khách tôi hiểu. Rớt. Dạ. Xin việc luôn hả? Dạ em chào bà chủ. Chị chào em. Dạ. Em xin việc gì? Dạ em muốn xin xin việc gì cũng được, trừ cái việc phụ bếp là được rồi. Không được hả? Nhưng mà em muốn xin công việc phụ bếp thì sao? Tại vì công việc phụ bếp chị rất thích, cho nên là chị không thích người nào mà xin làm việc phụ bếp nữa. Ủa ngộ ha. Chị là bà chủ. À mà chị thích phụ bếp. À đơn giản thôi là bởi vì
mình là bà chủ nên mình phải quán xuyến hết tất cả các khâu trong cái nhà hàng của mình. Bởi vì sao? Bếp rất là quan trọng, phụ bếp cũng vô cùng quan trọng. Nếu như mà họ làm khó mình, họ đòi tăng lương, họ xin nghỉ bất chợt thì mình vẫn có thể trám vào chỗ của họ, nhà hàng của mình không bị ảnh hưởng gì hết. Dạ em hiểu ý chị rồi. Cái đó cũng là một ý hay đó. Đúng rồi, cho nên bây giờ công việc phụ bếp không còn chỗ để em làm nữa rồi, em cũng phải đi về. Vậy là em không xin được việc hả? Đúng rồi. Dạ em cảm ơn chị. Nhưng mà chị ơi. Hả? Trước khi em về á, chị cho em hỏi câu này nha. Cái câu mà nãy giờ chị hỏi người ta đó. Bây giờ em hỏi lại chị, là nếu như có 5 tỷ chị làm gì? Em hỏi chị hả? Dạ. Chị trả lời xong thì em sẽ đi về đúng dạ, không? Dạ dạ đúng rồi. Thôi được rồi. Nếu như em đi về thì chị sẽ sẵn sàng trả lời để cho em có thêm kinh nghiệm. Dạ dạ dạ. Nếu như mà mình có 5 tỷ dạ. Thì thông thường á, người ta sẽ mua nhà, mua xe hơi đúng không? Đúng rồi. Sai lầm. Rất là sai lầm. Đó là suy nghĩ của những người thiển cận, những người không bao giờ có đầu óc để mà họ có thể phát triển và họ có thể làm giàu. Khi mà mình có 5 tỷ rồi, mình sẽ không mua nhà, mình chỉ thuê nhà thôi. Thuê nhà chị đã nghiên cứu rồi, thuê nhà một tháng chỉ có 7 triệu đồng. Thì 5 tỷ đó một tháng mình trừ đi 7 triệu là mình còn 4 tỷ 993 triệu đồng. Con số đó rất lớn. Mình làm gì? Mình mở nhà hàng. Tại sao chúng ta phải mở nhà hàng với 4 tỷ mấy đó? Là bởi vì chúng ta đang là những người nằm trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống đó. Chúng ta có nhiều kinh nghiệm nên chúng ta sẽ mở nhà hàng. Chúng ta sẽ làm theo những gì mà chúng ta đang có sẵn, vừa tiết kiệm chi phí nè, rồi vừa hiệu quả trong công việc của mình nữa đó. Và khi mà khách hàng đến, khách hàng là thượng đế. Bởi vì sao? Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Khách hàng là nồi cơm của chúng ta. Khách hàng giận là chúng ta sẽ mất cái miếng cơm đó. Ok, chị nói hay lắm. Em đồng ý với chị. Chị nói hay lắm thôi. Dạ, chào bà chủ. Không nữa hả? Ủa? Bà chủ nào? Em là bà chủ. Cô. Dạ chị nói hay lắm. Chị có biết là nãy giờ chị đuổi hết nhân viên của tôi không? Hả? Dạ. Chị làm như vậy rồi người ta tới đây xin việc rồi làm sao? Dạ thưa bà chủ. Dạ em cũng khổ lắm. Em muốn xin việc mà em đến đây em thấy quá trời người cần phỏng vấn, cho nên là em mới cả gan em phỏng vấn để họ đi về, để em không còn bị cạnh tranh nữa. Thì ra là vậy. Dạ. Đi xin việc thôi đó hả? Dạ, tại vì em sợ ngoại hình của mình mà xòe xòa quá thì không có được nhận. Cho nên bây giờ em bậy quá, em xin lỗi bà chủ. Nhưng mà em xin lỗi. Dạ. Yeah. Ủa cô Khánh? Cô đang nhà hàng hả? Cô về nha. Cô. Xin lỗi bà chủ, tôi biết lỗi rồi, tôi về. Nè, khoan đã. Cái gì vậy? Cái gì mà hấp tấp vậy? Nghe tôi nói nè. Cô tới xin việc nhưng mà làm quá à. Nhưng mà tôi chịu. Nhà hàng tôi rất là cần những người có tố chất, thông minh và hoạt bát như cô. Như vậy là bà chủ nhận tôi làm phụ bếp hả? Không phải phụ bếp, mà là phụ tá trợ lý cho tôi quản lý cái nhà hàng này. Chúc mừng cô. Dạ cảm ơn bà chủ. Cô Khánh hả? Ủa vậy là cô vô đây xin việc chứ không phải đi ăn hả? Đúng rồi, cô xin việc mà cô lanh lắm, thông minh nữa, cho nên là cô nhận. Trời ơi, sao cô không nói con hả? Trời, nói con một tiếng đi là con đưa cô vô đây làm liền. Ủa quen hả? Sớm rồi con. Nhưng mà con làm gì trong đây mà con có quy quyền quá vậy? Dạ thì con có cổ phần chung với cô Lan đây nè. Hả? Trời ơi, trời đất tròn quá. Dạ.